cái bao này là mình cắt, mình còn phải căn chỉnh cái chỗ mà mình còn phải đặt cái viên bi kia cho nó thoải mái, thì không là đến lúc là căng ấy. Có thích thêm Đúng anh em hai ạ. viên mắt cá không? Thôi anh ạ, em vậy là nó vừa tầm căng đặn dược các kiểu vậy cả. Sau này có thì dần dần theo thời gian này em cải nâng cấp lên theo dần dần. Ok. Còn sau này em muốn đôi đấy hoặc là làm dọc theo cũng ở trên khớp mà dọc xuống khớp một chút nữa, thêm một Đúng phát nữa. Đấy, có điều kiện thì sẽ tân rồi. trang lên dần dần. Làm viên thứ cấp.